những cái chị đẹp nào mà mình gặp cái vấn đề như là da bị nám ha, da bị tàn nhang, da bị đồi mồi và da bị xỉn màu, có nghĩa là bị sạm á, mình xài rất là nhiều phương pháp rồi nhưng mà cái da của mình không cải thiện, thì hôm nay em xin phép giới thiệu cho mọi người một cái bộ ba của nhà em ha. Nó gói gọn trong một cái bộ sản phẩm này, đó gọi là cốt linh hưu nha mọi người nha. Đây, sản phẩm này có tên gọi là cốt linh hưu này, nó sẽ mang lại hiệu quả cực kỳ cao. Em cam kết luôn, 7 ngày là sẽ trắng nha. 7 ngày là sẽ trắng. Trong này nói không với kem trộn. Và em thách thức luôn, nếu như chị nào phát hiện trong này có thành phần chất tẩy hay là bào mòn da thì em sẽ hoàn tiền 100% cho các chị và sẵn sàng đền cho các chị 100 triệu nếu như mình phát hiện trong sản phẩm của nhà em có chất cấm hay là chất bào mòn da nha. Tại vì sao mà cái sản phẩm của nhà em trong vòng khoảng tầm 7 ngày thôi là các chị đã thấy trắng rồi. Đây, các chị để ý cái tên của nó nhé, cốt linh hưu này các chị, cốt linh hưu 7 ngày ha, các chị thấy rõ chưa ạ? Thì em sẽ giải thích cho các chị vì sao mà mình xài 7 ngày mà nó trắng quá là vô lý luôn, mà tại vì sao mà nó không một món mà tới 3 món luôn. Nó có tới 3 món thì có lý do của nó hết nha. Ok, sản phẩm nhà em là sao? Bảo hành trọn đời luôn. Ok, tình yêu nó. À, ok chị Ngọc Ly em chào chị, hôm nay ra sản phẩm mới, ok tình yêu nhá. Trang Trang em chào chị, Ngọc Ly em chào chị nhá. Các chị yêu nào coi like của nhà em thì nhớ là chia sẻ like mạnh tay dùm em nha, chia sẻ like mạnh tay giúp em, tại vì em đang like trực tiếp nhưng mà do là em bị ẩn comment cho nên em không thể nào mà đọc comment của mọi người được hết, cho nên các chị thông cảm dùm em nha. Đây, em xin phép giới thiệu cho mọi người cái sản phẩm đầu tiên, đó là cốt linh hưu dành cho ban đêm. Một combo như thế này giá chỉ có 199.000 thôi. Em giao hàng toàn quốc cho các chị, mà xài trong vòng 7 ngày không hiệu quả em hoàn tiền cho các chị. Em sẽ bảo hành trọn đời sản phẩm cho mọi người luôn nha. Bảo hành trọn đời luôn. Da sạm em chấp luôn, da đen em chấp luôn, da nám lâu năm em chấp luôn, và đặc biệt là da bị mụn cám, mụn đầu đen, mụn bọc, nói chung là cái da của mình là nói chung là da thập cẩm là em cam kết hết luôn nha mọi người nha. Với điều kiện là các chị sao? Đặt hàng trong cái line này giá chỉ có 199.000 thôi. Em sẽ giải thích cho các chị điều đầu tiên, đó là cốt linh hưu của nhà em vào ban đêm. Hũ kem là hũ kem ban đêm nè, 199.000 bao gồm là 3 món, 2 hũ kem, 1 hũ kem ngày, 1 hũ kem đêm và một cái máy massage cho các chị yêu. Và lý do vì sao nó có ra đời ba sản phẩm này là có lý do nha mọi người nhá. Các chị nhìn thấy những em gái của nhà em không? Cực kỳ xinh. Tại vì sao? Xài mỹ phẩm của nhà em là trắng mịn mà da không có bạn nào mà bị mụn cám, không bạn nào mà da bị đen hết trơn á. Ta nói á, bé này nè là làm bên kho nè, đóng hàng cả ngày, riết mà ăn kem luôn á các chị ạ, thật sự luôn, thoa kem cả ngày luôn, quá đẹp. Còn bé này là bên phòng kinh doanh đó, phòng ở trên cũng là phòng kinh doanh luôn, mà ba bé này mới có 20 tuổi thôi. Mà các chị nhìn đi, 20 tuổi với 32 tuổi nó chênh lệch nhau có nhiều không ạ? Quá là nhiều tuổi luôn, nhưng mà nhan sắc thì là quá mặn mà đấy, thấy chưa? Chắc gì mà mấy đứa này lên 32 tuổi bằng em đúng không? À, ok các tình yêu nha. Rồi bây giờ những cái chị đẹp nào coi like của nhà em thì nhanh tay chốt like. Em chỉ có khoảng tầm 50 set thôi, thề với mọi người luôn, trong tay em đang cầm đúng có 50 set thôi, không có set thứ 51, cho nên em sẽ sell giá là 199.000 cho các chị, bao gồm là 3 mẫu nha, một hũ kem ngày, một hũ kem đêm và một cái máy massage này nha. Em cho các chị coi, có nhiều chị hỏi là ủa sao xài 7 ngày có hiệu quả rồi, thì đây nha. Các chị nói có khi nào là kem trộn không? Có khi nào là kem có chất cột tích hay không? Có chất gây nghiện rồi gì hay không? Thì em xin thưa với các chị, đây là cái kem của nhà em nè. Thấy chưa? Mùi thì khỏi phải nói, cực kỳ thơm. Những cái loại kem trộn mà các chị xài là các chị sẽ thấy cái kem của nó màu vàng và nó nén lại thành cục đúng không? Nhưng mà cái kem của nhà em, đầu tiên em sẽ thoa lên tay cho mọi người thấy trực tiếp nè. Đây các chị thấy chưa? Cái chất kem của nhà em là màu trong suốt như thế này. À, các chị thấy chưa? Tán đều ra là cái hàm lượng collagen của nó rất là nhiều luôn, các chị thấy rõ chưa? Đó, nó trong suốt và nó bóng lượng cái da của mặt của mình luôn. Thì bây giờ em sẽ test lên trên da mặt của mọi người. Đây là cái hũ kem xài ban đêm. Ban đêm các chị xài trước 9 giờ tối giúp em nha. Trước 9 giờ tối, tại vì sao phải trước 9 giờ tối? Tại vì cái lúc này là cái da mình nó đang hấp thụ dưỡng chất tốt nhất luôn. Đây là cốt linh hưu làm tiên nhiên luôn 100%. Đó, các chị thấy chưa, mình chỉ cần lấy 3 phần như thế này thôi. Một combo như thế này mà giá có 199.000 thôi, mà ta nói một củ kem ngày, một củ kem đêm và một cái máy massage nữa thì quá là lời luôn đúng không ạ? Ai muốn đẹp thì cứ về với em, nếu như em bảo hành trọn đời luôn nha, cam kết bảo hành trọn đời.
trong đêm đầu tiên xài không ưng em hoàn tiền cho các chị luôn. Ok chị Nguyễn Lành, chị nào lấy thì ghi giúp em là cốt nha, tại vì nó là cốt luôn ha, tên của nó là cốt linh hưu, thì các chị chỉ cần comment cho em là cốt là ok nha, có chữ cốt đây nè, đó cốt 199.000. Ê, em sẽ massage cho các chị xem nè, thấy chưa? Trời ơi, nó là cái dạng gel, nhìn vô là các chị sẽ nhìn thấy là nó là cái dạng gel trong, các chị thấy chưa? Cái da mặt của em thoa lên là nó bóng lưỡng nè. Thế này thì dưỡng chất nó sẽ thấm sâu vào da của mình và nó sẽ kích thích và nuôi dưỡng cái làn da của mình. Thành phần của nhung hưu sẽ tái tạo làn da và đào thải cái độc tố da cho mình rất là tốt luôn. Đây các chị thấy chưa? Đây là kem ban đêm nha, em sẽ hướng dẫn cho mọi người cách sử dụng kem ban đêm. Đó các chị thấy chưa? Kem trộn á là nó sẽ có màu vàng và nó sẽ xịt xịt, nó làm cho các chị thoa kem nó sẽ không có ăn, nó không thể nào mà thẩm thấu vào da mặt của mình được hết. Nhưng mà cái loại kem của nhà em thì nó là cái dạng gel trong, trong suốt luôn. Đó, trong suốt như thế này nè, em cho các chị xem luôn. Các chị thấy cái chất kem của nó là trong suốt và bóng lưỡng nè. Đó, trong suốt và bóng lưỡng như thế này thì khi các chị thoa vào da mặt của mình, nó sẽ ăn tròn dưỡng chất và làm trắng hồng da cho mình, kích thích cho cái làn da của mình, sau 7 ngày sẽ tái tạo làn da mới luôn. Đây các chị thấy chưa? Em tháo cái đôi bông tai này ra cho các chị xem. Đó, này các chị thấy chưa? Cái da mặt của em này, nhìn đã không? Căng bóng và mướt này, còn bên này thì nó chưa có căng lắm mà bên này thì nó căng bóng mướt này đó. Ba đứa em gái đứng sau là nhìn cười thôi. Đó, nhìn da đã không? Đây là cái hộp kem dưỡng da ban đêm cho mình và xài trước 9 giờ tối giúp em nha. Tại vì lúc này là da của mình á là nó hấp thu dưỡng chất trọn vẹn nhất. Tại vì sao em không nói các chị xài á hả? 10 giờ 11 giờ mà em khuyên các chị xài tới 9 giờ tối giúp em đấy. Đây là xài kem ban đêm nha. Kem ban đêm thì có tinh chất là đậm đặc tươi nguyên, sẽ giúp dưỡng cho cái làn da của mình nó trắng hồng và mịn màng. Buổi tối các chị thoa kem này lên cho em. Sau khi các chị thoa kem xong rồi thì các chị dùng cái massage này, các chị sẽ massage da mặt của mình để làm gì? Lưu thông tuần hoàn máu và nó sẽ đẩy cho cái dinh dưỡng kem của mình thấm sâu vào từng cái nang lông và từng cái thớ thịt của mình. Đây, các chị dùng cái máy này các chị massage dùm em nha. Cứ massage mân mê trên da mặt của mình như thế này giúp em, 199.000 một set 3 món nha các chị ơi. Đấy, đây là công ty sản xuất luôn nha mọi người nhé. À, các chị thấy chưa? Mình massage như thế này cho kem, có nhiều chị xài kem nó không có ăn. Đây ok, có chị hỏi nè. Phê lắm chị, cảm ơn chị Thì Chi nhá. Chị Nguyễn Loan một cốt, ok tình yêu nè. Chị Trang Trang một cốt, chị nào lấy thì comment giúp em là cốt kèm số điện thoại. Đây là cốt linh hưu 7 ngày nha. Tên gọi của cái dòng kem này là cốt linh hưu 7 ngày. Ok chị Thanh Thùy một cốt nè, chị Thanh Thúy Nguyễn một cốt nhá. Nhìn phê quá trời ơi, mới xin xài được nha chị, thấy đã quá. Đây các chị thấy chưa? Mình massage như thế này để làm chi? Cho dưỡng chất này nè thấm sâu vào da, nuôi dưỡng cái làn da của mình nó trắng và nó hồng lên, thấy rõ luôn. Đây, massage xong rồi phải không? Và cái cục máy này á là mình biết sao? Sau khi các chị sáng dậy nha, các chị rửa mặt á, các chị bỏ cái sữa rửa mặt vào đây giúp em và mình sẽ tạo bọt và mình sẽ massage trên da mặt của mình một ngày 2 lần cho em. Như vậy là da các chị sẽ căng. Nhìn cái da mặt của em không? Nhìn mặt của em thì nó ốm đúng không? Tại vì cái xương mặt của mình ốm, nhưng mà các chị thấy cái da của em không? Đây, thấy không? Nó căng và nó mướt này. Đây, đó là lớp kem dưỡng da ban đêm. Và đây là sẽ là tiếp kem hũ kem dưỡng da ban ngày. Em này, em xài hộp lớn như thế này nè các chị. Hộp lớn như thế này là 500.000 một bộ. Một hũ này, hũ này 500, hũ này 500 là 1 triệu. 1 triệu một bộ lớn như thế này. Em xài bộ lớn như thế này là 1 triệu. Nhưng mà bây giờ có nhiều chị nói là em ơi, dịch xong rồi mà không có tiền xài, mà bây giờ á thích quá đi, thì bây giờ em sẽ sản xuất ra cái bộ nhỏ này cho mình nha. Đây, một trong này sẽ có hướng dẫn sử dụng cho mình. Cái nắp màu vàng này là các chị xài ban đêm, cái nắp màu trắng này là các chị xài ban ngày, còn cái máy này là các chị sử dụng sau khi các chị thoa kem xong, hoặc là các chị dùng sữa rửa mặt, các chị dùng cái máy này các chị massage luôn ha. Một bộ 3 món như thế này giá chỉ có 199.000 và bên em sẽ cam kết là bảo hành trọn đời luôn. Người ta bảo hành cho mình 3 ngày, người ta bảo hành cho các chị là mấy tháng, nhưng mà kem của nhà em thì bảo hành trọn đời luôn. Tại vì sao? Kem này là em bao trắng luôn mà không có hóa chất, không có bào mòn da. Nếu như chị nào mà đi kiểm định ở viện mà phát hiện dòng sản phẩm của nhà em có chất bào mòn, có chất tẩy rửa, thì em sẽ hoàn tiền 100% cho các chị và đền cho các chị 100 triệu luôn. Em cam kết với các chị là như vậy. Sau khi các chị xài cái hũ kem ban đêm xong nha,
sáng ngủ dậy ra các chị sử dụng cho em cái hũ kem ban ngày. Thì cái dòng kem ban ngày để công dụng chính của nó là dưỡng ẩm và chống nắng. Các chị xài kem mà các chị không chống nắng, vứt nha, bỏ luôn. Tại vì sao? Ra ngoài các chị những cái tia UV nè, rồi những cái ô nhiễm môi trường nó táp vào da mặt của mình, nó sẽ làm cho cái da mặt của mình bị xỉn màu và nó sẽ sẫm màu đi, đúng không? Thì khi các chị sử dụng cái tròn bù của nhà em là bao gồm một hũ kem ban ngày, một hũ kem ban đêm và một cái máy massage cho mình nha. Thì bây giờ em sẽ cho mọi người thấy sự khác biệt giữa kem chống nắng là như thế nào nha. Kem chống nắng này có công dụng là dưỡng trắng rồi mà còn là che khuyết điểm và chống nắng và làm kem nền trang điểm nhẹ nhàng cho mình luôn nha. Đây, một hũ này là các chị xài ít nhất phải 2 tháng, cam kết với các chị là như vậy. Đây, cái chất kem của nó là màu trắng. Em so sánh hai cái chất kem cho mọi người coi nha. Đây, trên này màu trắng này là chất kem của kem chống nắng nè. Còn cái chất kem này nó màu trong hơn, nó lạc hơn, đó là kem ban đêm, các chị thấy chưa? Hai cái dòng kem nó khác nhau hoàn toàn, một bên là trong và một bên là trắng. Thì trong trắng này nó có tinh chất là chống nắng nè. Các chị thấy cái chất kem của nó chưa, nó khác nhau hoàn toàn luôn. Bên là trong này, thấy không? Trong là ban đêm nè, mà nó đục đục màu trắng như thế này là ban ngày nè. Thì bây giờ em sẽ thoa kem chống nắng bên này lên để các chị so sánh là cái da mặt của hai bên của nó khác nhau hoàn toàn nha. Đây, kem là kem chống nắng, các chị đi chơi, đi biển, đi du lịch thì thoa lên da một lớp, nó sẽ giống như một cái màn ngăn, nó sẽ bảo vệ cái làn da của mình khỏi những cái tác động bên ngoài của môi trường và đặc biệt ưu đãi nhất đó là tia UV cho mọi người. Các chị có xài kem mà các chị không có chống nắng thì vứt luôn, đừng có xài mà mệt. Xài kem ban đêm mà không xài ban ngày thì cũng bỏ luôn nha, bỏ giùm em luôn ha, không xài tốn tiền. Đừng hỏi vì sao mình xài nhiều mỹ phẩm mà da mình không có trắng, tại vì sao? Mình xài không đúng phương pháp. Đây, em thoa cho mọi người thấy nhá. Tháo cái đôi bông tai này còn lại luôn, đẹp đâu không thấy nhưng mà thấy vướng quá. Đây, các chị thấy chưa? Hàng của nhà em là được Bộ Y tế chứng nhận rồi cho nên các chị yên tâm. Đây, em sẽ cho mọi người thấy cái chất kem của nó là cái kem dạng sữa trong như thế này chứ không phải là những cái dạng kem trộn mà các chị sợ nhá. Đây, em cho các chị thấy nè. Trong này cái độ chống nắng nó rất là cao nha. Các chị thấy chưa? Cái da mặt của mình hai bên nó khác biệt hoàn toàn không? Bên mà cái kem chống nắng là nó sẽ bảo vệ cái da của mình và đặc biệt hơn là nó có một cái lớp make up nhẹ nhàng cho mình. Nó thay thế kem lót, thay thế kem nền cho mình luôn. Ví dụ như các chị đi ra ngoài, các chị chỉ cần thoa một cái lớp kem mỏng như thế này thôi là nó đã bảo vệ cái làn da của mình hoàn toàn khỏi những cái tác động bên ngoài của môi trường luôn. Đây, một set của nó nhé. Một hũ kem ban đêm, một hũ kem bên ngày, một cái máy massage như thế này gói gọn trong 199.000 thôi. Em cam kết chất lượng và bảo hành trọn đời cho các chị. Trong đêm đầu tiên xài không thích em hoàn tiền cho mọi người. Và hiện tại là công ty em đang ra cái hũ to như thế này. Hũ to một hũ là 500, hai hũ là 1 triệu thì một combo của nó là 1 triệu đồng nha mọi người nhé. Nhưng mà bây giờ bên em ra set nhỏ này cho các chị với điều kiện đó là biết sao, trong cái mùa dịch này nè, có nhiều chị thích xài hàng của Kim Hoàng dữ lắm luôn. Nhưng mà sợ là sao, không có đủ điều kiện, một bộ như thế này 1 triệu thì quá lớn đúng không? Hũ kem 5 ngày 500, đêm 500 là 1 triệu rồi, tặng thêm cái máy massage này thì là 1 triệu đồng nha. Nhưng mà bây giờ sẽ thiết kế ra cái mẫu mini này các chị xài được 2 tháng, mẫu lớn này các chị xài được 6 tháng nha. Mẫu lớn xài 6 tháng, mẫu nhỏ này xài 2 tháng, 199.000 thôi. Bảo đảm chấm dứt cái làn da đen, sạm, nám, tàn nhang, đồi mồi. Và sản phẩm của nhà em thì sao? Lọt vào top 10 thương hiệu mạnh của đất Việt và đã được Bộ Y tế chứng nhận và kiểm định cho mình rồi. Cho nên các chị yên tâm nha, hàng của bên em truyền hình trực tiếp trên HTV9 và HTV1, các chị yên tâm và theo dõi nha mọi người nhé. Cho nên hàng của em bán hàng công ty rõ ràng luôn. Đây, công ty trách nhiệm hữu hạn Kim Hoàng Cosmetic nha, và chi nhánh của địa chỉ của công ty là ở Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh, và có 200 chi nhánh trải dài từ Bắc vào Nam luôn. Và tất cả những cái chị đẹp nào mua hàng của nhà em đều được có thẻ bảo hành và bên em sẽ bảo hành trọn đời. Những cái chị đẹp nào mà da nám, da sạm, da đen và mình muốn cải thiện làn da của mình mà bây giờ ra tiếp xài thử cho mình chỉ có 199.000 thôi, thì nhanh tay comment cho em là cốt kèm số điện thoại. Nó là nguyên chất luôn nha mọi người nha. Đây, em sẽ đập hộp cái hộp này ra cho mọi người xem là khi các chị nhận hàng nó sẽ như thế nào. Đây, các chị sẽ nhận một cái hộp như thế này. Đó, ha. Trong này là sẽ có này, cốt linh hưu 7 ngày. Tên gọi của nó là cốt linh hưu 7 ngày, có nghĩa là
xài trong 7 ngày thôi là da đẹp cực kỳ luôn. Ok chị Úc Loan, em thấy chị vô nhá. Đây có nhiều chị nói là đây, tại vì cái máy chính em đang like nó bị ẩn comment rồi, em phải lấy cái máy phủ em like cho mọi người coi đó. Chị coi nè, em đang like trực tiếp luôn nha. Dương Huyền là ok, Jenny Lâm là em chốt cho chị nhá. Chị Úc Loan là chốt ngay. Chị Ron Rốt Nguyễn ơi, chị lấy một bộ này, chị lấy số điện thoại giúp em nha. 199.000 thôi. Chị yêu nào đặt hàng vui lòng cho em số điện thoại nha. Ok, chị Ngân Nguyễn em chốt, chị Nguyễn Loan em chốt nè. Tình yêu ơi, có số điện thoại cho em số Thủy Tiên một cốt luôn. Em chỉ có 50 cốt thôi nha. Em đang dùng sản phẩm nhà chị thích lắm. Cảm ơn nha tình yêu luôn nè. Dùng một liều trình có sáng da lên không ạ? 7 ngày thôi là da trắng rồi nha. 7 ngày thôi là các chị đã có làn da trắng rồi. Tại vì dòng sản phẩm của nhà em đây, cốt 7 ngày nó có tên gọi là cốt 7 ngày, cốt linh hưu 7 ngày. Có nghĩa là mình xài trong 7 ngày thôi là da trắng. Tại vì sao mà có nhiều chị lại nói ồ sao mà nó nhanh trắng như vậy, đúng không? Có chất tẩy không? Có bào mòn da không? Rồi sau này ngưng xài nó có bị đen da hay không? Em nói luôn cho các chị nghe nè, củ kem ban đêm này dùng để dưỡng, tái tạo da, loại bỏ sắc tố, và nó sẽ cung cấp dưỡng chất thấm sâu vào từng cái tế bào da, từng cái nang lông da cho mình. Và cái máy massage này sau khi các chị xài thoa kem dưỡng da ban đêm xong, các chị dùng máy, các chị massage nhẹ như thế này giúp em, để sao đẩy sâu dưỡng chất đi len lỏi vào từng cái tế bào, từng cái thớ thịt đó. Massage như thế này, trong cái quá trình mình massage như thế này, nó sẽ lưu thông tuần hoàn máu cho mình, lưu thông tuần hoàn máu, sản xuất ra cho những cái tế bào mới, thay thế cho những cái tế bào già nua, những cái tế bào cằn của những cái tế bào sần sùi cho mình. Các chị massage như thế này nó sẽ lưu thông tuần hoàn máu da cho mình. Đó, đó là xài kem ban đêm là nó đã trắng cho mình rồi nha. Và tiếp tục sáng ngủ dậy rửa mặt, thoa kem dưỡng da ban ngày lên cho em. Dưỡng da ban ngày có độ chống nắng SPF tới 50, chống ẩm cho mình luôn ha. Nó sẽ cung cấp độ ẩm cho cái da của mình, và nó sẽ bảo vệ cái làn da của mình khỏi những cái tác động bên ngoài của môi trường luôn. Đây các chị thấy chưa, cái da mặt em thoa cái dòng kem ban đêm lên nè. Em thoa lên một lớp nữa cho các chị coi nha. Thoa tới đâu thấm trọn hết, thoa tới đâu là nó thấm trọn. Tại vì nó thấm quá nhiều cho nên nó nhăn trắng. Chứ thông thường những cái loại kem các chị xài á, không có máy massage này, các chị thoa kem nó không có ăn kem nhiều. Khi các chị thoa kem 10 phần nó chỉ ăn có 1 phần thôi. Nhưng mà cái dòng kem cốt của nhà em thì các chị thoa 10 phần ăn hết 10 phần luôn. Cam kết với các chị là như vậy. Cho nên em mới có cái dòng chữ là bảo hành trọn đời cho các chị. Xài 7 ngày, sau 7 ngày em ơi, kem của em xài sao mà chị xài không có hiệu quả, em hoàn tiền luôn. Cam kết với các chị, nói điều nói xạo mất lọc cho mọi người luôn. Cái lọc bán hàng rất là quan trọng, đúng không các chị? Mình không thể nào đem ra đùa giỡn được hết. Nhưng mà rất là nhiều khách hàng chủ của nhà em và cả nhân viên của nhà em đã xài thử cái hũ này. Tại vì cái hũ này là hũ lớn nè. Đây, hũ lớn này em chiết ra những cái hũ nhỏ cho những cái bé này xài. Và hôm nay em sẽ khoe cho mọi người thấy là những cái bé này xài ai da cũng đẹp và da ai cũng hồng hết trơn nha mọi người nha. Đó là em đang like trực tiếp cho mọi người luôn. Nhưng mà do comment bị ẩn cho nên em phải đọc từ trên này nha mọi người nha. Trần Tuấn Minh một cốt, ok tình yêu nhá, mẫu đẹp quá, cảm ơn nha, nhân viên đẹp gái quá, cảm ơn nha tình yêu nha. À Kali Kim một cốt nha, Trần Tuấn Minh ơi lấy để lại số điện thoại. Lệ Mai một cốt nha, Trần Alisa một cốt nè. Chị yêu nào lấy thì vui lòng comment cho em là cốt nha, tại vì cái này là cốt linh hưu. À cốt linh hưu này mọi người ơi, 7 ngày thì mình gói gọn trong cái từ cốt thôi là mình đã ok rồi nha. Cốt linh hưu kèm số điện thoại giúp em nha. 199.000 mấy chị ơi. Ơi hũ kem này 100.000, hũ kem này 100.000, xài 2 tháng trời mà xài 7 ngày thôi là da trắng mơn mởn lên luôn rồi. Tại vì cái cốt này nó chứa những cái dưỡng chất thiết yếu này, và đặc biệt biết sao không, nó nguyên chất, nó đậm đặc luôn, gọi là cốt rồi, giống như cốt nước cốt dừa, các chị thấy không? Nước cốt dừa là chỉ có lấy nước dừa thôi chứ không pha một cái tạp chất nào hết đó. Người ta gọi nước cốt là có nghĩa là nó nguyên chất luôn, nó không pha tạp một cái gì hết. Thì cái này cũng vậy, mùi rất là thơm ha, mùi rất là thơm. Em thoa tiếp cho mọi người coi nha. Thoa lên tôi nói da mát lạnh cực kỳ luôn. Thoa lên là giống như mình đắp bỏ tủ lạnh, nhưng mà cái này không cần để tủ lạnh nha, nó đã mát sẵn cho mình rồi. Đây mát rười rười luôn, và bắt đầu các chị sẽ massage trên da mặt của mình, mân mê lên như thế này là tinh chất nó sẽ thẩm thấu vào da và không hề kích ứng da nha. Có nhiều chị hỏi sao nhanh trắng, tại vì nó thấm quá nhanh, nó thấm quá nhanh và nó nguyên chất cho nên nó nhanh trắng. Chứ còn những cái dòng kem mà các chị xài nó lâu trắng là do nó bị pha tạp chất rồi, nó không thể nào mà thấm trắng cho mình được hết. Đây thấy chưa,
các chị thấy chưa, nó bóng cái da mặt của em lên luôn, thấy không, nó bóng cái da mặt của em lên luôn nè. Đó, thấy chưa, kem kem bóng lượng luôn, collagen rất là nhiều, collagen rất là nhiều, cho nên thấm vào da. Và mình massage xong rồi mình sẽ lấy cái máy này nè, mình sẽ massage nhẹ nhàng trên da mặt của mình như thế này để làm chi, dưỡng chất nó thấm sâu vào da của mình và nó làm trắng hồng da của mình lên nha. Đó, sáng dậy á, rửa mặt á, các chị bỏ một chút xíu rửa mặt xong là các chị hoa lên như thế này, mình dùng cái máy này mình massage luôn, nó sẽ lưu thông tuần hoàn máu và nó đẩy lùi tế bào chết trên da mặt của mình. Đó, massage như thế này thì đừng hỏi sao da đẹp nha. Gói gọn trong một bộ thôi, 199.000, nhanh tay để lại số điện thoại cho em. Thề với mọi người, em có đúng có 50 set thôi, không có set thứ 51 đâu, cho nên một cái like này duy nhất thôi nha. Đây, em bắt đầu chốt đơn nha mọi người nhé. À, Zen ok tình yêu, mua em mua nhân viên của chị à. Trần Nghĩa ơi, em mua chị bán luôn, mua một được ba nha, em mua chị bán luôn ba bé nhân viên luôn nha, mua một được ba, giá chỉ có 199.000 thôi. Comment cho em là code kèm số điện thoại nha. À, chị Ái Lan ơi, gửi chị một code để lại số điện thoại giúp em nha. Hiếu Minh ơi, Hiếu Trần ơi, một set để lại số điện thoại giúp em mà, xinh quá em ơi, trời ơi, xài kem thì nó mới đẹp được. Nhiều người chỉ nói là da em đẹp tự nhiên rồi, đâu có đâu. Đúng là da em đẹp tự nhiên mà không tự nhiên mà da đẹp được đâu. Mình phải chăm sóc, mình phải tưới phân, mình phải bón này kia nọ, giống như cái cây vậy thôi. Nếu như mà muốn một cái cây nó xanh tươi tốt thì các chị phải bón phân đúng không? Phải tưới nước đúng không? Thì da mình cũng vậy. Mình muốn đẹp, mình muốn chống lão hóa, mình không muốn sạm, mình không muốn nám, mà mình muốn da cái mình lúc nào cũng hồng hào, lúc nào cũng mình. Sờ vào cái da là sờ vào giống như sờ mông em bé vậy đó. Thì các chị phải chăm sóc, mà chăm sóc như thế nào phải đúng cách và phải đúng phương pháp và đúng các bước nữa thì các chị mới có làn da đẹp, chứ không ai sinh ra là da đẹp được đâu. Da đẹp thì sinh ra từ 1 tuổi mà tới 20 tuổi ok, da đẹp đó là cái đẹp trời cho rồi, là cái đẹp của tuổi dậy thì rồi. Nhưng mà chỉ cần bước sang cái tuổi 20-25 tuổi trở đi, sinh em bé một đứa, da bắt đầu lão hóa, tiếp xúc với môi trường bụi bẩn rồi khu công nghiệp, máy móc rồi bụi bặm vải vóc này kia, thì nó sẽ bám trên da của mình lâu ngày, nó tích tụ lâu ngày thì làn da các chị sẽ bị sần sùi và sẽ cái chị sẽ có dấu hiệu lão nám ha. Thì khi các chị sử dụng cái bộ ba của nhà em rồi, em thề với mọi người chết luôn, ghiền luôn á, thiệt không ghiền em làm con các chị, thật sự mà nói với các chị là như vậy luôn. Tại vì cái dòng sản phẩm này, một bộ của nó là có kem ngày, một bộ có kem đêm và một cái máy massage mà giá có 199.000 mà em còn dám bảo hành trọn đời cho mọi người nữa, mà mọi người không cho mình một cơ hội, các chị không cho bản thân các chị một cơ hội, không cho các làn da các chị một cơ hội. Ví dụ như mà các chị em mà bán cái hũ này, à hũ ngày này, cái hũ bự này là một hũ của nó là bao nhiêu, một hũ là 1 triệu đúng không, một bộ lớn như thế này 1 triệu thì các chị nói trời ơi tiền đâu mua, cao quá tiền đâu mua. Nhưng bây giờ có 199.000, đi chợ một vòng cũng hết rồi. Thật sự mua cái áo hay là mua cái váy hay là mua cái quần thôi, hoặc là mua đôi dép, mua cái túi xách thôi. Đây em hỏi thì các chị nha, mình mua túi xách nó có làm cho mình đẹp lên không, đúng không? Mình mua cái áo mình mặc, mà cái mặt của mình mua cái áo cho nó đẹp mình mặc, nhưng mà cái mặt của mình nó xấu thì nó có đẹp lên không, không? Điều đầu tiên quyết định đẹp hay không là do cái da của các chị. Các chị mặc cái một cái bộ rách xấu xí đi chăng nữa, nhưng mà da các chị nó hồng hào, da các chị nó trắng mình thôi là các chị cũng đã xinh rồi, đúng không? Cho nên đừng tiếc chi 199.000 mà không rinh cái em cốt này về. Đã gọi là cốt thì là gọi là cốt nguyên chất luôn rồi. Và em còn bảo hành trọn đời cho mọi người. Trong đêm đầu tiên mà xài không tích cứ kiếm em, hoàn tiền ngay vào liền cho các chị yêu luôn nha. Bộ này là 1 triệu bỏ qua, không có điều kiện để mua. Mua cái bộ nhỏ này chỉ có 199.000 thôi, 3 món nha. Đây, các chị coi rõ giúp em nè. Màu trắng trong này nó có ghi đầy đủ cho các chị cái công dụng của nó luôn. Đây ha, có hướng dẫn nè, hũ kem là hũ kem ngày nè, có ghi ngày đêm cho mình luôn nha, kem ngày nè. Còn hũ này là hũ kem đêm ha, ngày đêm. Và các chị nhìn nó màu đục hơn, các chị thấy chưa, màu nó đục hơn nè. Cái màu ngày thì nó sẽ trắng hơn, còn cái màu đêm nó sẽ đục hơn. Tại vì cái màu đêm là cái cốt rồi, nó hơi bị đục một chút xíu, giống như nước cốt dừa vậy, nó hơi bị đục một chút xíu nha. Ok, chị Mỹ Tình một cốt em chốt cái chị yêu nè. Em đang like trực tiếp luôn nè, mọi người thấy chưa, đang like trực tiếp luôn, nhưng mà do cái máy trên này nó bị ẩn comment cho nên em đọc comment trên đây nha. Đào Thị Hương một cốt em chốt cái chị yêu luôn. Chị Nguyễn Lành một cốt em chốt cái chị yêu luôn. Lê Minh Tiến một cốt em chốt cái chị yêu luôn nha. Dương Trưởng Môn một cốt em chốt cho anh yêu luôn nha. Anh này anh mua cho vợ hay là do? Nhanh Trần một cốt luôn, Ken Tai một cốt luôn, Mai Ngọc một cốt luôn, Linh Tâm một cốt luôn, Trần Nhớ một cốt luôn nè.
Trời, mấy chị đặt hàng thì cho em không có láo đâu nha. Đây các chị thấy chưa, comment quá trời luôn, nhưng mà cái máy em đang like nó bị ẩn comment, chứ chị không đọc được comment và em cũng không đọc được comment của mọi người. Đây các chị coi dùm em nha, lúc đây là mấy đứa đang like trực tiếp nè, màn hình like trực tiếp nè, có mấy người nhảy luôn nè, thật sự luôn. À ok Vân Nguyễn, một cốt em chỉ có 50 cốt thôi, cho nên chị nào mà trong cái like này mà các chị mua thì thôi rồi, thề với mọi người luôn á, xài mà không ghiền cứ kiếm em đòi tiền, nói điêu nói xạo em mất lọc bán hàng luôn. Thật sự bán ế em cũng chấp nhận được, một cái sản phẩm tốt như thế này, chất lượng như thế này, an toàn như thế này mà bán không được thì em nghỉ bán luôn, chứ em bán làm gì nữa. Cho nên em dám lấy cái duyên bán hàng của mình, cái gọi là cái lọc bán hàng của mình ra, em bảo đảm, em cam kết với mọi người luôn, nếu như mà xài 7 ngày mà da mình không có trắng lên, da mình không cải thiện lên, cứ kiếm em hoàn tiền ngay và liền cho các chị. Và nếu như chị nào nói là sản phẩm này có chất tẩy, có chất bào mòn da, thì em nói thẳng với các chị, nếu như mà chị nào phát hiện trong này có chất bào mòn hay là chất tẩy, em sẽ đền 100 triệu cho các chị. Thật sự với các chị là như vậy. Cái điều mà làm trắng da đó nó đơn giản lắm các chị ơi, chỉ cần mình siêng, mình đúng phương pháp thì nó sẽ có hiệu quả. Các chị xài kem ban đêm để làm gì? Để dưỡng da, phục hồi da, trắng da, hồng da, ức chế những cái chân nám, những cái tàn nhang, những cái đếm sầu trên da, những cái đốm sọc trên da mặt của mình. Ban đêm là mình dưỡng, đúng không? Ban đêm là mình dưỡng nè, mình phục hồi da này. Nói chung một ngày mình làm việc mệt mỏi, bao nhiêu chất dơ, bao nhiêu bụi bẩn, bao nhiêu chất nhờn đó, thì các chị sử dụng cái sản phẩm này, nó vừa dưỡng vừa loại bỏ độc tố cho mình. Nhớ là dùng máy massage, người ta tặng là có lý do nha. Mua về không xài rồi nói cái này để làm chi ha, mua về để làm chi là chết em luôn á. Xài xong massage da mặt để chi? Đẩy sâu. Các chị xài kem nhiều khi các chị thoa kem vỗ leo lên giường ngủ, nó đâu có thấm vào da mặt của mình đâu, đúng không? Ba đứa này chị nói đúng không? Dạ đúng. Đúng rồi. Xài kem thoa lên cái leo lên giường ngủ, nhưng mà thực ra kem nó có ăn vào da mặt của mình hay không, đúng không? Thì cái này của nhà em là có tặng cho mình cái máy rồi, để làm gì? Cho nó thấm sâu vào da. Thoa kem thì em phải ăn, thoa kem thì kem phải ăn vào da, chứ còn thoa kem mà kem nó nằm ngoài da thì thoa làm cái gì? Đừng hỏi tại sao mà xài kem 3 năm không trắng, tại sao một cái hũ kem xài muốn hết cái hũ kem luôn mà không trắng, đặt dấu chấm hỏi là nha. Thì cái hũ kem của nhà em xài xong rồi massage da mặt giúp em cho nó thấm sâu vào da, sáng dậy rửa mặt một cái thôi là ta nói sướng rần rần luôn. 199.000 trong cái thời dịch Covid này thì các chị quá là rẻ luôn. Hôm trước là em bán cái hũ lớn này đó, ai xài cũng kêu em ơi hàng đẹp nhưng mà mắc quá, tiền đâu mua, hai hũ là 1 triệu. Mà bây giờ thiết kế cái bồ nhỏ cho mình, hũ lớn hũ nhỏ này có 199.000, mà không mua thì tiếc. Mà em sản xuất ra đúng có 50 set thôi, không có set thứ 51. Hiện tại bây giờ nè, em chỉ cầm đúng 50 set thôi, chứ 51 set là em mất lọc luôn, không hề có, thật sự là không có luôn. Đúng không mấy đứa, chị nói thiệt luôn á, mình đâu có set thứ 51 đâu. Ok, bắt đầu chốt đơn tiếp cho mấy chị để kết thúc like luôn, nhanh gọn lẹ thôi mấy chị ơi, tại vì không có nhiều. Ngân Nguyễn một cốt, ok tình yêu nè. Hoàng Thơ, em hỏi chị kia mấy chốt được bao nhiêu cốt rồi.